Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì Ngọc Châu đang có mặt tại vị trí của trường Central Queensland University đang tham dự ngày hội tư vấn du học lần này. Và hy vọng rằng là trong những cái thông tin mà chúng tôi đang sắp tới đây sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị sẽ là những thông tin rất thiết thực dành cho các bạn học sinh, sinh viên muốn tham gia vào những khóa học của trường Central Queensland University. Xin được chào chị ạ. Chị có thể chia sẻ những cái thông tin về học bổng cũng như là những chương trình học của trường Central Queensland University được không ạ? Chúng tôi là CPU, chúng tôi đến từ Úc và đại diện của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Hiện tại trường CPU đang có chương trình học bổng rất hấp dẫn dành cho các sinh viên trong năm nay. Với điều kiện xét học bổng đơn giản, chỉ cần sinh viên đăng ký ghi danh khóa học đại học và sau đại học, không yêu cầu về trình độ tiếng Anh, sinh viên có thể tiết kiệm chi phí học tập của mình lên đến 10.000 đô la Úc. Thì trường được biết đến không chỉ với chương trình giảng dạy nghiên cứu chất lượng mà còn nổi danh bởi số lượng cơ sở đào tạo, 5 trụ sở chính tại các thành phố lớn như Brisbane, Roncost, Melbourne, Rockhampton, Sydney, các cơ sở khác ở Muscais, Nusa, Gladstone, Emerald. Ngoài ra thì trường còn mở rộng sang Thái Bình Dương và các nước Đông Nam Á. Đây là một trong những trường đại học thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất nước Úc, với hơn 25.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Ngoài ra hiện tại thì trường đang có hơn 100 chuyên ngành đào tạo khác nhau dành cho các sinh viên từ những năm đầu học dự bị, cao đẳng, đại học cho đến thạc sĩ, tiến sĩ và tất nhiên là không thể thiếu những cái khóa Anh ngữ dành cho các sinh viên quốc tế. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 3848 4879, 0989 006 890, website www.tandaiduong.edu.vn.